tiếp theo nó là lệnh ghi kích thước theo phương đứng, đó là có một grafting ngay cái chỗ mà họ làm horizontal, nó có cái mũi tên nhỏ này bạn xỏ xuống thì lúc này bạn sẽ thấy được cái lệnh vertigo. Tương tự như là horizontal, bạn cũng chọn hai điểm và di chuyển về vị trí này. Cũng tương tự như là nghĩa thức theo đường ngang, nó cũng có sự nhấn tùy chọn theo như mình đã nói trong cái lệnh horizontal. Thì khác nổi trong trường hợp này nó sẽ hiện theo phương đứng.